Với hướng cửa của ngôi nhà thì chúng ta đã được gặp rất nhiều lần. Vậy thì cụ thể với cách chọn hướng cổng xây nhà chuẩn phong thủy, chúng ta sẽ lưu ý những điểm gì thưa thầy Phương? Hướng cổng, tôi nhắc lại với các bạn là một trong những yếu tố quan trọng của việc chúng ta xây nhà. Nó sẽ mang lại những sự cân bằng nhất định. Chúng ta nhìn ở trên slide này, tôi đã chuẩn bị câu hỏi này từ hôm qua rồi. Hướng cổng được xem là miệng của ngôi nhà, và ngôi nhà có hút được vượng khí tốt thì mới có thể mang lại vận trình, gia đạo và ngược lại, đúng không anh Hải? Và việc của chúng ta chọn hướng cổng nhà sao cho chuẩn phong thủy để mà mang lại năng lượng tích cực cho toàn bộ ngôi nhà cũng như là sức khỏe, tài vận thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Chúng ta nhìn ở trên slide cái hình ảnh minh họa một cái ngôi nhà mà gồm có hướng cổng và so với cả hướng cửa nó sẽ tác động như thế nào. Thì cụ thể ở đây là chúng ta sẽ cần phải xác định đúng đâu là cổng chính và đâu là cửa chính. Với vai trò là nơi nạp khí đầu tiên cho ngôi nhà, chính là khí khẩu, thì cửa không chỉ có vai trò là tô điểm cho kiến trúc thẩm mỹ mà còn tối ưu được về phong thủy cho tiểu cục bên trong cái sắp đặt của ngôi nhà chúng ta. Nghĩa là cửa chính ấy, thì nó liên quan đến cái toàn bộ cái bố cục của bên trong ngôi nhà, còn cổng lại là nơi nạp khí cho toàn bộ mảnh đất của chúng ta. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng của cửa chính của ngôi nhà thì sẽ có tác động mạnh mẽ hơn so với cả cổng. Tại vì cổng là nơi mà sẽ nạp khí cho toàn bộ cái mảnh đất, thì trong mảnh đất đó còn có cả sân vườn và cả ngôi nhà của chúng ta nữa. Tuy nhiên là với trường phái của tôi thì cái nơi nạp khí gần nhất sẽ là nơi mà ứng nhanh và ứng mạnh nhất, còn nơi mà nạp khí xa thì sẽ là ứng lâu và ứng bền. Và trong đó thì cổng là nơi sẽ ứng lâu, ứng bền, còn cửa là nơi sẽ ứng nhanh và ứng mạnh nhất. Vậy thì với cái lý thuyết đó chúng ta sẽ cần phải lưu ý những cái tiêu chí gì khi chúng ta bố trí cổng nhà? Có rất là nhiều trường phái và mỗi trường phái thì sẽ có cách đặt cổng khác nhau. Có trường phái thì đặt cổng theo tuổi, có trường phái lại đặt cổng theo cách cục của long mạch. Còn ở trong phong thủy chính phái thì một vị trí được cho là vị trí đặt cửa tối ưu, tốt nhất khi mà cần phải đạt được 3 tiêu chí sau đây. Các bạn lưu ý, các bạn ghi vào nhé. Thứ nhất là không bị các cái hình thế xấu của địa hình bên ngoài chiếu đến gây ảnh hưởng. Và để đảm bảo những cái trường khí vào nhà chúng ta luôn được thuần khiết nhất. Tất cả những cái thế phạm ở bên ngoài nếu như mà chiếu vào nơi vị trí cổng thì nó sẽ không còn thuần khiết nữa. Nó sẽ làm cho cổng của chúng ta dù có hướng đẹp đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Và thứ hai là sẽ cần vị trí cổng sẽ cần phải thuận theo long mạch tốt. Thuận theo long mạch tốt ở đây giống như việc là con người mạnh ở điểm gì thì sẽ cần phải phát huy tối đa điểm mạnh của người đó, đúng không ạ? Và trong phong thủy cũng như vậy. Ở long mạch mỗi một cái vị trí khác nhau thì sẽ có những cái đường mạch khác nhau ảnh hưởng đến cái vị trí cổng đó. Vậy nên là khi mà chúng ta đặt theo hướng cũng như là vị trí của cổng thì là rất quan trọng để mà thuận theo đường long mạch được. Và sau đó mới đến là các bố cục bên trong. Tiếp theo, cổng cần phải đặt vào thời điểm vượng khí nhất mà gia chủ sinh sống. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta đang ở trong vận 8 đúng không? Trong vận 8 thì chúng ta sẽ ưu tiên đặt vào vị trí cổng những ngôi sao là 8 và 9 đáo tới, mà Bát Bạch Thổ và Cửu Tử Hỏa đáo tới. Còn nếu như chúng ta mà sang đến vận 9 rồi, chúng ta lại ưu tiên những cái nơi mà như ngôi sao Ngũ Hoàng hay là ngôi sao Thất Xích chẳng hạn đáo tới thì làm sao mà tốt được, đúng không ạ? Những ngôi sao đó đều bị tuyệt khí và tử khí hết rồi. Nên là cái thời điểm mà chúng ta an vị cửa và cổng nó cũng rất là quan trọng trong cái khoảng thời gian mà vận, tùy từng mỗi một vận. Và bên cạnh những tiêu chí ở trên, chúng ta cũng cần phải lưu ý một vài những cái tiêu chí nhỏ khác để tôi có thể kể đến các bạn như sau. Tất nhiên là những tiêu chí này chỉ là yếu tố phụ thôi, nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể hài hòa được thì nó sẽ càng làm cho phong thủy của chúng ta tốt hơn. Ví dụ như là kích thước của cổng nhà chúng ta sẽ không được quá lớn hay là quá nhỏ so với cả kích thước của mặt tiền. Là các bạn có thể ở đây đã biết tới cái kích thước của lỗ ban rồi đúng không? Thì chúng ta nếu như mà cầu toàn, chúng ta có thể dùng cái kích thước lỗ ban cũng được. Đối với cả phong thủy chính phái nói chung thì kích thước ở trong phong thủy nó không quá quan trọng các bạn ạ. Tiếp theo là lối vào cổng. Lối vào cổng chúng ta cũng cần phải được thiết kế cho thoáng, dễ đi lại và hơn hết là sáng sủa, đảm bảo được dương khí. Tôi thấy có một số nhà làm cái cổng vào toàn cây dây leo ấy, nó rất là âm u, thì những cái loại cổng đó thì không thể gọi là chiêu nạp dương khí được, chiêu nạp sinh khí được, mà các bạn biết là dương trạch thì
thì cần cái dương khí, và dương khí cũng như là sinh khí rất là quan trọng đúng không? Và một số gia đình thì bố trí cảnh quan bên ngoài cổng bằng những hòn đá lớn chẳng hạn, hòn đá rất là lớn, và các bạn quan niệm rằng nó sẽ ngăn chặn được những cái luồng xung sát. Tuy nhiên nó chỉ ngăn chặn được những luồng xung sát khi mà chúng ta đặt đúng vị trí thôi. Chứ còn nếu như mà cái vị trí cổng là nơi mà chúng ta đang cần phải nạp khí mà, giống như chúng ta đang hít thở không khí hàng ngày như thế này mà chúng ta lại vào những nơi không có khí oxy thì làm sao mà hít thở được. Những ngôi nhà chúng ta cũng như vậy, phía cổng của nhà chúng ta sẽ cần phải để thoáng đãng, để những cái hòn đá phong thủy hay là những cái cây cảnh rất là đắt tiền ở trước cửa, không những không mang lại những điều gì mà nếu mà đặt sai vị trí nó còn làm cho cửa chúng ta bị bế khí nữa, đang tốt trở thành xấu. Nên là những cái vị trí này chúng ta sẽ cần phải có những người phong thủy sư chuyên nghiệp để mà định vị được cái vị trí tốt nhất cho chúng ta nếu như chúng ta có chơi cây cảnh hay là chơi đá quý. Và tiếp theo là cái lối đi thì không nên quá là chật hẹp, vì là vận khí khi mà vào nhà chúng ta sẽ bị cản trở, nó sẽ làm cho mất cân bằng. Một điểm lưu ý nữa, đối với cả nhà mà có hai cổng trở lên thì cách cục nhà có nhiều hơn một cổng chúng ta sẽ thường thấy đối với những nhà diện tích lớn và những nhà mà bỏ ra rất là nhiều tiền để xây dựng, nhà có sân vườn lớn. Nhà có nhiều cổng thì tốt hay xấu đây? Thì trong phong thủy thì cổng nhà là tốt hay xấu không phụ thuộc vào yếu tố nhiều hay là ít cửa, mà nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố chính, đó là vị trí và hướng. Miễn là được đặt vào cái vị trí tốt và hướng đón được những cái yếu tố như ở trên tôi nói ấy, là long mạch tốt này và thiên tinh tốt đạo tới này, thì sẽ đều tốt cả. Nếu mà cả hai cổng chính, cổng phụ đều được đặt tại nơi nạp khí tốt thì đây chính là cách cục tuyệt vời, hay còn gọi là cái cục tối hảo trong phong thủy. Trong trường hợp cửa chính mà đã được đặt vào vị trí nạp khí tốt rồi thì chúng ta nếu có muốn mở thêm cửa phụ để nạp khí nhưng mà cái nguồn khí của cái cửa phụ đó lại không tốt thì tốt nhất là chúng ta không nên đi lại thường xuyên ở nơi cửa phụ đó, vì cửa phụ sẽ cần phải là nơi mà nạp khí phụ tốt cho chúng ta, hay còn gọi là những nơi có thành môn tốt. Và nếu như những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn vừa rồi ấy, các bạn cảm thấy chưa quen thì các bạn có thể xem lại những cái ghi chép các bạn ngày hôm nay, hoặc là liên hệ với các bạn đội ngũ trợ lý đang đứng ở ngoài kia đang hỗ trợ các bạn ấy, để mà được trợ giúp nhiều hơn nhé.